Hello tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đến với Beta Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ươm hạt sen mini Nhật. Bây giờ mình sẽ lấy hạt ra mình làm các bạn xem nha. Bây giờ để tháo lấy hạt ra cho đây. Đóng gói khá là kỹ. Thì cái gói này mình nhập bên Lazada. Đây. Đây có cái ổ. Ok, bên trong có gì nha. Đấy, bên trong còn có cái túi này nè. Đánh sóc đấy. Cái này bóp. Bóp thề lắm. À, đây là sản phẩm chính của chúng ta đây. Nhân vật chính của chúng ta đây, hạt giống thôi. Đó, đây là sen, rất là nhiều màu. Giờ mình sẽ mở gói ra nha. Mở sau đây, hạt thôi. Đó, bây giờ cắt ra thôi. Quy hàng. Bên trong nó có hướng dẫn đó nè. Đây. Rất là kỹ. Đây là cách xử lý hạt. Đây là cái gì nữa nè. Vẫn là cách xử lý hạt. Sao nó không cho gấp đôi hạt mà nó lại cho tới hai cái hướng dẫn như thế này. Thì chúng ta được bao nhiêu hạt trong đây nha. Đúng 5 ngày không các bạn. Đây. 5 hạt sen của chúng ta đây. Hướng dẫn thì mình đã đọc rồi, mình đọc trên trang rồi cho nên là không cần xem lại đâu. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta phải gọt. Các bạn nhìn kỹ cái hạt sen nè. Đây. Nó có hai đầu, một đầu thì chọn gọt đầu nó nhô nhô lên nè, chúng ta sẽ gọt đầu này nha, nó sẽ nảy mầm bên đầu này nè, đấy cái đầu mà có nhô nhô nè, không biết gọt sao đây, tại vì mình chưa có làm cái này lần nào hết á, bây giờ mình sẽ gọt nha, các bạn cẩn thận trong cái thao tác này nha. Sau khi mình đã gọt đầu xong thì nó sẽ được như thế này. Gọt như thế này nghe các bạn. Thì trò nó sẽ nhú ra từ đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn nước ấm. Nước ấm thôi. Ấm mà đút tay vô được nha. Đừng thấy nước sôi nha. Nước sôi là thành sen luộc đó. Ok. Cho nước vào một cái chậu như thế này. Cái chậu cái tô gì cũng được. Mình để dòng thủy tinh cho nó sang chảnh thôi chứ các bạn bỏ vào cái gì cũng được hết á. Cứ bỏ vào cho nước khoảng chừng như đây thôi. Đó, không cần nhiều nước đâu, như đây được rồi. Chúng ta tiến hành gọt tiếp tục nha. Đây là cái hạt sen, kiếm cái đầu nhọn của nó và gọt thôi. Nó có một đầu tròn, một đầu nhọn. Thì các bạn hãy gọt cái đầu nhọn của nó. Nhớ cẩn thận nha, đừng có gọt sâu quá, nó cắt vô cái hạt thì mình không biết là có ảnh hưởng trong quá trình nảy mầm hay không.
Ok, sau khi các bạn cắt ra xong rồi các bạn bỏ các bạn ngâm. Ngâm cái này. Và đợi cho nó nảy mầm thôi. Thì cái này mỗi ngày các bạn sẽ thay nước 1 đến 2 lần. 1 đến 2 lần được rồi. Không cần làm đúng theo chỉ dẫn của nó đâu. Cứ thay 1 đến 2 lần thôi. Còn cái hàng này nó cứng quá, cắt không được. Mình bỏ đây đi. Nữa mình sẽ giải quyết nó sau. Bây giờ mình sẽ đi làm đất cho các bạn xem. Đất bùn đó để mà trồng khi mà nó nảy mầm. Ok, để mình nha. Ok, đây là hai loại đất chính của mình để mà trồng sen. Đây là đất thịt, còn đây là đất cây bát. Đất cây bát là đất sạch đấy. Đây đâu nhỉ? Đây, quay cho các bạn xem. Sạch, giàu dinh dưỡng vậy đó. Thôi, nói chung là đất sạch, đất chi bát đấy. Mình mua như là 6 mấy ngàn bao. Nhiều lắm. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ ngay cái này vào đây. Đây là cái lu mình đã ấy cá ra rồi. Mình đã ấy cá ra riêng rồi. Đây, cái lu này sẽ trồng sen, mọi chuyện nó sẽ thả cá vào sau. Mình trồng con lu luôn. Nhớ, diện tích cái này khoảng chừng 30 đến 30 cm. Diện tích này. Rồi chúng ta bỏ đất vào thôi. Khi bỏ thì các bạn bóp cho nó nhừ ra, bóp nhuyễn ra. Ok, giờ mình sẽ bỏ vào nha. Ok, sau khi các bạn bóp sắp mặt rồi thì các bạn sẽ được nhiêu đây đất. Thì tầm chừng 1/3 lu thôi nha. 1/3 lu thôi. Đừng có làm nửa lu, 1/3 lu thôi. Còn lại là nước. Nước thì các bạn cho khoảng lên, đừng có nhiều quá. Lên khoảng chừng 1/1 nữa thôi. Đó. Tức là đất và nước là 2/3 lu được rồi. Chừa 1/1. Vì một phần phía trên. Chừng nữa chúng ta sẽ bỏ sen vào chúng ta trồng. Ok. À lo quên nữa. Nước thì các bạn bỏ ít thôi. Bỏ vừa ngập mặt, vừa ngập mặt đất thôi. Cái đó thì khi nào mà đợi sen nó lớn lên rồi các bạn hãy cho nước cao lên nữa nha. Thì như thế này, các bạn sẽ cho nước ngập mặt thôi. Xong rồi chúng ta sẽ trộn hai loại đất lại với nhau. Trộn đều hai loại đất lại với nhau. Đó. Thì đất thịt thì mình hồi nãy đó mình đã lấy cho các bạn xem rồi đấy, là đất cứng hay đất luôn á. Nhưng đúng ra mình sẽ lấy cái đất của cái sông Thành Thánh của mình, nhưng mà mình sợ nó làm bóp mùi cái video của mình, cho nên là mình không lấy, cho nên mình lấy thẳng đất thịt luôn. Thì đất này không được, đất sông thì nó hơi dơ xíu, sợ là cây nó sẽ bị thối rễ, nó sẽ chết. Cho nên là lấy đất thịt đi, trộn với đất chi bát an toàn. Đất chi bát thì các bạn trộn ít thôi, khoảng một đất chi bát thì ba đất thịt, giống như nãy giờ mình trộn đó. Hơn xíu đất chi bát cũng được đó. Bây giờ mình sẽ xả nước vào đây. Ok, đi thôi.
trước các bạn cho vào bao nhiêu đây thôi. Bây giờ anh sẽ bắt đầu trộn lại. Trộn lại. Làm cái trò chơi dơ. Trở về giờ hả? Thôi, dễ trâu. Chơi dơ. Để trộn đều đấy nha. Trộn mạnh tay lên để cho nó hành sinh. Trộn nhẹ nhẹ nghe các bạn. Bởi cái lưu là ăn cám đấy. Nhà bạn nào mà không có đất thịt á, cứ chơi đất bờ sông chẳng hạn. Đất bờ sông. Còn đừng có chơi đất chi bát hết. Đất chi bát hết thì đất chi bát mình thấy là nó có đây. Các bạn thấy cái trên mặt không? Cho cháu ấy. Mình không biết là trộn nó ổn không. Nhưng mà nên trộn với đất thịt. Đừng có trồng đất chi bát không. Trồng đất chi bát không mình không biết cái điều gì sẽ xảy ra đâu nha. Quậy lên, quậy nhiệt tình quá. Màu đẹp chưa? Rồi. Bây giờ đợi hạt nảy mầm mình sẽ bỏ vào đây cho các bạn xem. Thì trong thời gian hạt nảy mầm thì cái này nó sẽ lắng xuống. Đó, giống như trên hướng dẫn vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ hạt nảy mầm rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. 2000 years later. Hello tất cả các bạn nha. Hôm nay là cây sen của mình thì nó đã được ba tấn đi rồi. Hôm nay thì bữa trước thì đã ươm 5 hạt nhưng mà chỉ có một hạt này nó phát triển mạnh nhất thôi. Thì hôm nay mình sẽ đem cái hạt này mình đi trồng cho các bạn xem. Thì khá là dài. Đó. Giờ mình sẽ ấy một cái hố trước đi. Đây mình dùng cái muỗng nha. Đây là cái nước này mình chuẩn bị khi mà ươm hạt ấy. Bữa nay thì nó đã lắng xuống. Nó trong gì rồi nè. Có thể thấy được đáy. Rồi, thấy xong cái lỗ thì bỏ cái hạt sen xuống thôi. Lắp nhẹ nhàng lại nha các bạn. Cẩn thận để gãy. Lắp rất là nhẹ nhàng luôn. Chỉ cần đắp đất lại cho nó bít cái hạt sen là được rồi. Ok. Vậy là xong. Còn hai hạt này á thì hạt này nó mới nhú rồi. Hạt này nó cũng sắp nhú ra. Còn hai hạt kia nó bị thối hết rồi. Cái này hôm trước mình đã dặn các bạn là phải thay nước thường xuyên. Tức là mỗi ngày các bạn ngâm từ sáng tới chiều thì các bạn phải thay nước. Qua ngày sau cũng vậy, ngâm từ sáng tới chiều các bạn phải thay nước. Các bạn thấy có những cách nhờn nhờn nó tiết ra nè. Đó, thay nước là thay nước ấm nha. Nước ấm mà các bạn đút tay vô được. Đừng ấm quá. Nóng quá thành sen luộc á. Đó. Hàng này vài bữa nữa nó sẽ ra dài giống như cái kia, mình sẽ đem đi ấy tiếp. Trồng đấy. Còn hai cái kia thối rồi. Nhớ kiểm tra cái nào thối rồi thì vứt đi. Để trong đây sợ nó hư lây á. Rồi thì video mình hướng dẫn các bạn trồng sen thì đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Bye bye nha.